Quỳnh Phương xin kính chào quý khán giả có là truyền hình SPTN. Kính thưa quý vị, Quỳnh Phương đã có mặt tại khu viên chợ Hồng Kông nằm trên đại lộ Bel Air, thành phố Houston. Và tối hôm nay tại đây, cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston đã tổ chức đêm thắp nến cũng như cầu nguyện cho 39 người Việt Nam đã chết trong xe đông lạnh tại Anh Quốc. Đồng thời, cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston cũng cất lên tiếng nói ủng hộ cho nhân quyền, dân chủ cho người dân Hồng Kông, một đất nước mà đã cưu mang khoảng 200.000 đồng bào Việt Nam đã bỏ nước ra đi sau khi Cộng sản xâm chiếm miền Nam. Nước mắt tang thương hướng về nơi xa, bàng hoàng nghe tin người Việt trên chiếc xe, mẹ ra khóc tiễn con đi, đi tìm tương lai nào thấy nay con không về, cha mẹ ôm bao xót xa, thế giới hoang mang nỗi buồn ly tan. Người Việt Nam ơi, nghẹn lời thương xót thay, nguyện cầu thượng đế trên cao, linh hồn không may bao người ấy khi xa thế giới này, nơi cõi trời xin mở rộng vòng tay. Người ơi, ai nỡ vô tình vì đồng tiền mà giết chết sinh linh, vì lợi dân quên đi bao tội tình, ban rẽ lương tâm mình sao trời lặng tin. Mẹ ơi, con sắp chết rồi vì lạnh nhiều không thở được, mẹ ơi. Đối với cái 39 nạn nhân á, của bên mất bên Anh Quốc á, thì mới đầu Lily nghe là đã xót xa rồi, nhưng mà khi phải đau là mấy em toàn là mấy em trẻ không à, thành mình không có thể tưởng tượng được á, là mấy em gia đình cho kiếm tiền để cho mấy em đi tìm tự do, nhưng mà mấy em lại bị chết hết mà tuổi còn rất là trẻ. Mà cái nỗi đau lòng nhất á, là Lily là một người mẹ, thành ra thật sự sự đau lòng cho các người mẹ của mấy em. Không biết là hy vọng là quý chị có thể là phấn chấn trở lại, nhưng mà đối với Lily là rất là khó, tại vì cho con mình đi tìm tự do nhưng mà rốt cuộc là con mình bị chết. Những hàng là có một em đã nhắn tin với mẹ đó là con không có thở được nữa, thành ra mình cứ một lần ngồi thấy đó là mình rất là đau lòng. Chú thấy rằng 39 nạn nhân chết một cách thê thảm, nó nói lên cái sai trái của chính quyền cộng sản là không có biết bảo vệ dân và không có thương dân giống như chính quyền đã dự trù. Là một người lãnh đạo, một tập đoàn lãnh đạo thì phải nghĩ tới dân. Họ đã từng tuyên bố là do dân vì dân mà có, thế mà họ đã không lập ngơ, không biết tới. Chúng ta không phải vì những người đó là những người Việt cộng sản mà chúng ta không có làm một điều gì. Cái sự thương tâm này nó không có riêng gì cho cá nhân chúng tôi, hay là người Việt hải ngoại hay người Việt trong nước, mà nó chung cho tất cả người Việt. Một cái thương tâm, một cái thảm trạng mà cộng sản đã làm ra. Chúng ta là những người Việt tị nạn, những người chống cộng, thì chúng ta ít ra phải lên tiếng. Đây là sự lên tiếng của cộng đồng người Việt hải ngoại để nói lên rằng chúng tôi không chấp nhận chế độ cộng sản. Tại vì sao? Vì như vậy đó, các anh đã bỏ mặc cho người dân để chết một cách thê thảm, đóng hộp trong đó mà lạnh lẽo. Dân đã không sống nổi trong nước mới tìm đi trồng cỏ mà sống ngoài. Đó là một cái điều hành vi ai cũng biết rằng đó là một cái gì mà không có đẹp. Mà tại sao mà họ chấp nhận? Tại vì không thể sống được. Nó làm cho mình xót xa. Mình xót xa cho các em, chứ không phải gì hết. Thành ra có nhiều người nói chúng tôi rằng ôi mấy anh cộng sản chết đáng đời. Dạ thưa không, đối với chúng tôi trong Hội đồng Liên Tôn, một người lãnh đạo tinh thần tôn giáo phải nhìn cái nhìn của mình với từ bi hy xả, với tình thương của một con người và con người, và vả lại họ cũng là người Việt đáng thương. Nếu chúng ta không chạy được, chúng ta sống ở trong chế độ, thì chúng ta sẽ là một trong những nạn nhân đó. Thế giới hoang mang nỗi buồn ly tan. Người Việt Nam ơi, nghẹn lời thương xót thay, nguyện cầu thượng đế trên cao, linh hồn không may bao người ấy khi xa thế giới này nơi.
nơi cõi trời xin mở rộng vòng tay. Người ơi ai nỡ vô tình vì đồng tiền mà giết chết sinh linh, vì lợi dân quên đi bao tội tình, ban rẽ lương tâm mình sao trời lặng tin. Mẹ ơi con sắp chết rồi, vì lạnh nhiều không thở được mẹ ơi, vì xin nhai tương lai con tìm đường trong giây phút hung thần, con giờ con vĩnh biệt mẹ cha, tiếng khóc nhân gian cháy tràn trong tim. Thắp nến cầu nguyện cho quê hương, và nhất là trong những tháng ngày vừa qua, tất cả mọi người trên thế giới đều bàng hoàng và đau xót qua cái việc tử nạn của 39 người dân Việt Nam, mà đa số là những bạn trẻ. Cho nên là đêm nay mình ra đây để thể hiện một chút cái tình người giữa người Việt Nam với người Việt Nam, để cầu nguyện cho các em cũng như là cho Việt Nam, để rồi đất nước của chúng ta có một cuộc sống tự do và giàu có hơn, để rồi không còn người Việt Nam để mà phải ra đi mà chết một cách rất là tươi tật như vậy. Sẵn đây hình như là cũng sụp bọt sandwich Hồng Kông đúng không em? Dạ vâng, có lẽ là ngoài những cái việc hôm nay cầu nguyện cho các nạn nhân 39, các bạn trẻ, thì trong những ngày vừa qua thì chúng ta biết rằng là giới trẻ cũng như là người dân Hồng Kông họ đã đứng lên để nói tiếng nói để đòi cái quyền sống và quyền tự do. Và đó là cái những người Việt Nam của chúng ta cũng hướng về Hồng Kông, và tại vì Hồng Kông thì có lẽ là tất cả mọi người Việt Nam của chúng ta rất là quen thuộc, là nơi mà đã cứu mang hàng trăm người tị nạn trong thập niên 80 và đầu thập niên 90. Dạ vâng. Và hôm nay chúng ta cũng thể hiện một cái gì đó là đồng hành với người dân Hồng Kông, để rồi đất nước của chúng ta cũng có những cái quyền tự do căn bản mà người dân Hồng Kông đang đòi hỏi. Cái điều em mới nói ra giống như là một cái thông điệp em gửi đến cho những bạn trẻ ở Việt Nam, là chúng ta hãy nhìn cái bài học của Hồng Kông và chúng ta suy nghĩ, đúng không em? Tại đất nước ta thật sự giờ chưa có dân chủ, mà những người học sinh ở Hồng Kông là họ nhìn thấy được sự dân chủ, sự tự do của họ đang bị càng ngày càng bị Tàu Cộng nó ép dần lại, nên họ phải đứng lên. Thì cái lời nói của em vừa rồi giống như một thông điệp gửi đến những bạn trẻ ở Việt Nam, nhìn thấy cái đó mà để mà có một sự suy nghĩ như thế nào đó. Vâng, đó là những điều anh vừa nói, em cũng rất là đồng ý như vậy, và hy vọng rằng là tất cả các bạn trẻ cũng hãy học những tấm gương các bạn trẻ Hồng Kông, họ dám đứng lên để mà đòi cái quyền sống, quyền tự do của con người. Vì vậy cho nên là đó là một cái gì đó mà thiết nghĩ rằng là các bạn trẻ ở Việt Nam chúng ta cũng hãy học được nơi các bạn trẻ Hồng Kông, để rồi chúng ta mưu ích cho cuộc sống và đất là nhất là cho đất nước của chúng ta. Những người trẻ của Hồng Kông đã nói lên thật sự tiếng nói của tuổi trẻ, mà cái tiếng nói tuổi trẻ đó nó sẽ mang cho đất nước Việt Nam chúng ta một cái sinh khí rất là lớn trong cái niềm tin đó, và trong cái sự ủng hộ với nhau chống cộng sản. Người dân Hồng Kông không chịu cái sự áp bức của Trung Cộng, người tuổi trẻ Việt Nam cũng như thế. Do đó, tinh thần của Hồng Kông là một tinh thần tuổi trẻ của Việt Nam trong tương lai. But we can stand with Hong Kong. Houston stands with Hong Kong. Texas stands with Hong Kong. And we love freedom. Woo! Hôm nay, cộng đồng chúng ta tổ chức mong rằng cái lửa cháy của Hồng Kông sẽ đưa về Việt Nam của chúng ta. Những cái con em của chúng ta ở bên này, khi mà các em coi những cái chương trình này, đều biết rõ rằng thức tỉnh rằng tuy rằng 44 năm rồi, những người Việt Nam vẫn bỏ nước ra đi, vẫn hy sinh mạng sống mình ra đi. Và cũng nhắc cho các em học sinh ở Việt Nam rằng, nếu mà các em học sinh ở Hồng Kông đứng lên đòi tự do được, thì các em cũng có thể làm cái chuyện đó. The whole world is with you. Free.
Quỳnh Phong, chương trình từ Houston, Texas, xin kính chào quý vị.